Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Cường Đô La sinh hoạt trại hè ở trời Tây, vóc dáng ở tuổi 13 gây chú ý. Cường Đô La không giấu khỏi sự tự hào khi ngắm nhìn con trai tự tin, dạn dĩ trong thời gian sinh hoạt ở trời Tây. Mới đây vào sáng ngày 19 tháng 7, Cường Đô La đã không giấu khỏi sự hạnh phúc khi ngắm nhìn con trai sinh hoạt trại hè cùng bạn bè ngoại quốc ở trời Tây. Nam doanh nhân còn nói thêm, "Sure proud of you, Henry", tạm dịch là rất tự hào về con, Henry. Con trai Cường Đô La lộ rõ vóc dáng cao lớn, không hề thua kém bạn bè ngoại quốc khi đứng chung một khung hình. Dù không có bố mẹ đi cùng trong chuyến đi này, quý tử nhà Cường Đô La vẫn nhanh chóng hòa nhập và thể hiện tinh thần vui vẻ cùng với các bạn. Sau khi ngắm nhìn những tấm hình này, nhiều khán giả đã đưa ra bình luận khác nhau về diện mạo của nhóc tiền Sobel khi ở trời Tây. Gương mặt Henry nhìn góc nào cũng hiền hậu, con thừa hưởng hết nét đẹp của ba và mẹ, có chút lạnh lùng nhưng khi con cười thì tỏa nắng. Em giống Biren quá, anh hai trưởng thành rồi. Chiều cao của con Cường Đô La ở tuổi 13 khiến cho cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Cường Đô La từng chia sẻ về tính cách thẳng thắn, quyết đoán của con trai ở trên trang cá nhân. Sau một thời gian năn nỉ đủ kiểu thì hôm nay, ba mới đưa được anh hai đi khám răng, làm tóc và sắm đồ để chuẩn bị 1 tháng 7 lên đường đi trại hè ở Đan Mạch. Riêng khoản làm tóc thì anh hai tự lên mạng tìm chỗ làm và làm theo ý anh hai, chứ giờ không chịu theo ý ai cả. Cường Đô La đích thân xếp đồ cho con trai trước khi quý tử có chuyến xuất ngoại đầu tiên đi một mình. Quý tử nhà Cường Đô La đang tận hưởng khoảng thời gian sinh hoạt trại hè cùng bạn bè đồng trang lứa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.